Là những bà già. Ừ, khóc luôn. Ý bà giờ là lớn tuổi gì? Lớn tuổi 70 tuổi có, 80 tuổi có. Vô lại rồi khóc luôn vậy. Xúc động khóc. Ý như là cái hạnh của ổng là ổng đi chân thông nè. Ổng ngồi trong rừng rú nè, mình đi nhiều khi tới cái điểm đó vắng mình còn sợ ma. Mà tại sao ổng lại ngồi hoài, ở hoài ổng ngủ. Mà ổng không sợ rắn, không sợ rít, không sợ ma, không sợ gì hết trơn. Ổng vẫn bình thản. Là người ta thương, người ta thương cái hạnh của ổng là ta khóc thôi, chứ không phải là gì. Khóc, nhiều bà khóc luôn. Bởi vì ai cũng nói có bữa đó vô có bà đó hai người mà không biết có giả hay thật. Trời ơi, lên cho nó khóc giải dụ khóc rồi theo ảnh, ý như nói ai nhập vô á cái giải dụ rồi theo ảnh. Nhưng mà đàn bà ông đâu có nhận, ông đâu có, giờ đàn ông ông cũng không dám nhận nữa, tại vì ông nói giờ ông đi cái thân của ổng một mình, người ta còn muốn giết muốn hại ổng là ổng không sợ. Nhưng mà giờ cơ quan chức năng người ta không cho. Có nhiều người còn nói ông phản động mà đâu có. Rồi bà đó vô có nói ai dựa bà, tao rồi bà khóc, tao nói bà giải ở dựa bà làm cái ghê luôn. Khóc quá chừng khóc luôn. Mà không biết là cái căn cái người đó mượn cái xác của bà nhập vô hả gì biết. Mà chắc có lẽ thiệt chứ ai làm bộ khóc được. Chắc vậy, chắc có người nào nhập. Mày bà đỏ lên hết. Rờ tay chân mới lạnh như đá lạnh luôn mà lạnh ngắt à. Khóc lợi thầy tới mình đang. Bà lại quá chừng. Thì ổng cũng không dám nói gì, cái ông bóc chai nước cũng đưa cho bà uống. Thì bà ngồi có uống cái ông biểu rót ra rửa mặt đi. Là hết rồi. Rửa mặt đi cái từ từ cái soi dịu lại. Thì cái đó mình thấy chính xác mình mới tin. Cái soi dịu lại xong rồi bà rửa mặt. Ổng biểu uống nước đi. Là ổng biểu hớp đúng chính hớp đi. Uống đi. Uống đi rồi xong rồi cứ bình thản rồi đừng có khóc nữa nha. Đầu cái không biết uống sao cũng được, uống điếm đúng chín hết nha. Ổng đưa cái chai nước suối ra bỏ trong nồi cơm ổng đó, tự ông bắt đưa cho bà uống lát cho bà ngồi bình tâm lại, đầu cổ cột lại đàng hoàng gọn gàng sạch sẽ đảnh lễ ổng đứng dậy ra tự nhiên. Bảo vậy người ta mới tin. Tự nhiên vô ngồi khóc cỡ giải dụ quá chừng lát ông bóc đưa là giống như là dông nhập mà gặp thầy là hồi sức ra luôn đó. Thì ông bóc đưa cho tự tay ông bóc cái chai nước trong nồi cơm của ổng á, ông đưa ông biểu uống chín hết đi, rót ra miếng rửa mặt đi, uống mấy hết chín hết rồi rửa mặt đi, biểu rửa mặt đi rồi cái bà cũng uống xong bà rửa mặt cái từ từ cái người nhà của bà vuốt cái ngực bà đó, vuốt ngực bả cái lấy đồ cột tóc bả đồ lại cột lại đàng hoàng, cái kêu bả đảnh lễ thầy đi, quỳ ở lại bả lại thầy, cái bả tỉnh lại rồi cái hết luôn. Cái ngộ mình thấy cũng ngộ, nhưng đó anh ta giả đâu có giả được, làm sao giả, làm sao khóc. Bây giờ kêu người đó đóng cái lương hay gì mà giả được đúng không? Đâu có giả được, không có giả được. Người ổng biểu là uống đi, uống chín hết, rửa mặt cho tư tắn cho khỏe khoắn mát mẻ rồi hết luôn. Uống ở cái ngồi đó, cái ngồi cái đảnh lễ ổng từ từ dịu lại rồi cái tỉnh rồi ha, làm gì cái xác nó sợ ổng hay sao nó thức ra rồi ha. Cái bà bình thường bà đâu biết ai nhập ở đâu, bà nói sao đầu cổ bà thì cục vậy, cái nói nãy mày con mày theo hay gì đó rồi mày ngồi mày khóc quá đi, uống nước rửa mặt rồi làm cái tỉnh đảnh lễ thầy, cái đứng dậy ra đi ra bình thường như mình vậy. Ngộ vậy là vui diệu. Mà ở nhà mà coi tin Facebook mà nghe vậy là phải đòi đi cho bằng được là cô ha, bà đó đó, cái con nhỏ đó đó, nhỏ bị dông nhập đó ha. Ừ, là đòi đi cho bằng được. Mà ở nhà nói mất công chuyện mà nó, cái bà đó nó kể nó phải đòi đi cho bằng được, là nhà phải bỏ hết công ăn việc làm phải ra. Gia đình ta cũng khá lắm chứ đâu có nghèo, phải chở nó đi như vậy nó mới chịu. Vậy là cũng có cái video.